Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị chương trình Múa rối nước Việt Nam cổ truyền, một loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc độc đáo duy nhất trên thế giới, đã ra đời từ thế kỷ thứ 11. Chương trình này đã được giới thiệu tại nhiều liên hoan múa rối quốc tế và nhiều nước trên thế giới. Kính chúc quý vị thưởng thức chương trình thú vị. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to the Golden Dragon Water Puppet Theater of Ho Chi Minh City, Vietnam. Now, we will present to you the Vietnamese traditional water puppetry, which was appeared and performed from the 11th century. This program has been shown at International Puppet Festival in many countries around the world. Please enjoy the show. Thank you. Thank you.
Thank you.